ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកអរគុណនៅការបង្កើតគំនិតថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការ design ណាអញ្ចឹងយើងបើកចំណុចនេះមកពាក់ព័ន្ធនឹង mass pack cotmeal អញ្ចឹងជំហានដំបូងអ្នកអរគុណត្រូវក្របវាប៉ុណ្ណេះអូខេក្របវាមកហើយតបទៀតអ្នកអរគុណត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទំហំវាឲ្យណាមុននឹង designព្រោះការណាយើងសេអសទៅវាអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងនេះទៅជា300 resolution អានេះទៅជា15ចុច constraint ណា complete 15 20អានេះ300អូខេខ្ញុំថាមកចឹងខ្ញុំបានកត់ស្មៀលអានេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបកបរិយនៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំណាខ្ញុំក្របដាក់ប្រើក្របជាមួយនឹងបរិយពីខាងស្ដាំខាងឆ្វេងគឺចំនួន10ណាខាងឆ្វេង5ខាងស្ដាំ5អូខេអញ្ចឹងវាតែ5ទៅបានហើយអញ្ចឹង5 5ស្មើគ្នាឬថែមទៀតគឺយើងចូលទៅ convert size ឲ្យវាថែម5 5ទៀតទៅចូល5សងខាងអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការយកអត្ថបទមកដាក់ឥឡូវយើងសាវមួយសិនណាយើងសាវ adverb របស់យើងដាក់ថា got meal collagen got meal design okayចាំដល់យើងឃើញហ្នឹងឡាយនេះវាមាននេះអូចាំធ្វើការ capture កន្លែងនេះមួយទុកមកណា capture ដែលអត់ប្រើប្រើដោយ paston capture នេះតែយើង capture ប៉ុណ្ណឹងយកទៅធ្វើគំរូមួយសិនអូខេហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានរូបរបស់វាណានៅខាងក្រោមនេះមានសញ្ញាហ្នឹងអំបងតែខ្ញុំយកកន្លែងនេះមកប្រើណាអូខេ open with មកហើយខ្ញុំប្រើអូខេនេះអូខេឬក៏យើងចូលទៅតាម search មក internetសេថាបបលបបលបបល silver នេះអញ្ចឹងករណីខ្លះគេអាចមាន background អត់ background អញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំយកបបលនេះមួយទៅ copy អានេះគេកាត់ background អស់តែម្ដងណាអានេះអត់ background មានសអានេះក៏មានសក្នុងនោះដែរតែចំណុចនេះគឺអត់មានសទេអូខេគេឥឡូវយកបបលនេះទៅប្រើណាមិនសែលទៅ image មកវាធ្វើជា png desktop តាំទៅខ្ញុំ flash ចូលខ្ញុំអត់ចូលនេះទេខ្ញុំយក flash ចូលថ្មីបបលនេះត្រីនេះទីមកនេះ
chúng bị đại chỗ tới miền cài vậy thế thì lửa chắc như ai tra đợi đặt khánh xin trong IC cho mùa nắng to tập ra là các bạn sẽ nay vì ở xa nhá nhớ thế ok là dùng cho normal với tái dùng một thoi capacity dễ bình ok dùng một thoi trong với thoi phía đây mà thoi phía bạn này ok một khơi hình tỉnh với nhé bây bố với bố của hôm chắc như đã silver với à chắc như bố của hôm này mất ok nhé ok cái nặng bằng chân thực tại nữa tôi chơi này luôn ấy ai chụp background nó nhắm thưa ca anh ấy nhắm bật nghe sẵn cả lý do thứ mấy ok đặt cái kia lý do mà hay background nhóm chạm bộ đây con à sao ai mà chạm bộ của home này ok chạm bộ của home nóng máu cái bộ của nó đã sử dụng ok ai dụng bộ đặt chơi cho ai tổng một tiết là hãy chạm ingredient đặt ra ingredient và đánh những cái đến giả này à application á double click lên layer nó phải chỉ background muối để cho chạy ingredient ingredient overlay đó nhé bỏ chẳng cả cho này bỏ double click máu chọn bỏ này cái muối hay những ai double click tiền như này double click máu chọn bỏ muối tiền phí cái này bỏ xo này được click với chạm bò này ok chẳng phải là C vậy C cho mỗi lần bò nó cái chạm bò và đánh cho mỗi lần background và đây vì trời ca cái này như time thì nè thì nhiệt kiểu máu này cái gì C đánh mà nè background bị kia rồi ok cái này là mình liner mình để chế màu nè mình đâm được trên có reflect diamond tại vì nó vô bài nhạc ok mình chỉ blue để chế và năng muối duplicate muối tiết đây cái này nhé dương ingredient đó thông bà đà với bàn tay khẳng lờ nhé ta đã có thoi opacity về ok ok bán ai mới thấy cứ dùng thuật ca mới cho khnề nhá mới từng học này cho hệ cho mới layer thay vì cháo mới từ layer đây nhá mới background nâng layer cho khnề ok mới được layer hay là việc clone sos và mới clone pc cho mới nâng background nâng rút hiệp ok này bây giờ chúng ta hãy đây anh thử thử ca background chẳng nhá clone thông đá ban ấy cái này cứ chỉ cả chân này và đặt một bài oxy cái này đội mình tên chẳng á
bà dân clone thông đa tới vì ấp xa thì thay thôi thay máu thôi ở thì lâu gặp tiếng time flow. Okay. Sao tôi cả lúc chờ đấy, lúc chờ hỏi thế sao nữa. Thế tôi chụp lại đi. Giang ai cụ thảm nè. Hay yang clone được nè, so S clone for so chân. Okay, I'll click clone chân nó. Chúng cái này nghĩ vì bạn này lấy muối mà đã ăn với thế như ca chuyện này nhé hiện clone được đại IC mềm á. Okay, anh ra part mà phải đặt gì á? Okay, let's see. Vậy là có năng phần chó self chẳng ở đây dương thừa ca ở tiên với bạn đọc trong mọi ok sẽ lại hãy đặt
ចាក់សោជាមួយគ្នាកលជាមួយគ្នាអូខេ2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ចាក់សោវិញមួយស្លេចអានេះទាញវាមកនេះអូខេអានេះអាចបង្កើតជាក្រុមមួយដើម្បីចាក់តានឹងទេ Ctrl G យើងអាចមើលឡើងវិញនេះអញ្ចឹងមួយជ្រីងនេះអូខេយើងធ្វើលក្ខណៈបែបហ្នឹងវិញអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់អក្សរណាទី1គឺ whitening គឺមុខសនេះ whitening គឺមុខសយើងអាចដាក់អណាក៏បានដែរឡើយនេះអូខេមុខសអេហ្វុនអាចដាក់ពណ៌សដើម្បីវាឆ្លោះឡើងអូខេមុខសអូខេមកសំដោះហើយយើងអាចចាក់សោនេះមួយមកចាក់សោឲ្យជាប់មកទាញយើងទាញតាសោទេអាចសោធំធំតិចមកដើម្បីគេមើលងាយយល់ណាអាចដូរ font អាចសោធំដល់តែហូរយើងខ្លះតិចដាក់ណៃដាមក៏ស្អាតដែរអូខេសអចាំតិចអូខេតើបន្តទៀតបន្តពីយើងបានដាក់អក្សរពេញហើយណាយើងធ្វើការកែខ្លះខ្លះណាចំណុចខ្លះខ្លះត្រូវការកែឆេបយកដែលយើងមកពីដោះសារនេះវិញដោះសារអក្សរខ្មែរយើងវាធំជាងណាចឹងឡាញនេះយើងអាចប្រួមបន្តិចគុំបន្តិចប៉ុន្តែអស់នេះត្រូវព្រីខាងក្រោយមកអូខេអូខេព្រីខាងក្រោយធំបន្តិចអានេះអក្សរខ្មែរយើងព្រីប្រួមទៅបន្តិចមករុញអក្សរខ្មែរឡើងទៅលើដើម្បីស្រួលកែអូខេមកបន្តិចតែមុខសរនេះយើងអាចថយបន្តិចទៅវាសមាមាត្រគ្នាបន្តិចអានេះតែម្ដងណានេះដកកន្លែងនេះអូខេអានេះយើងអាចវិញវាចូលនេះអានេះវារួមបន្តិចអូខេអានេះបត់បែរនេះទៅថយបន្តិចមកដល់សំណើមយើងអាចដាក់ពីរជាន់ទៀតមកជួយផ្ដល់សំណើមណាដល់សំណើមទៅបាទអូខេហើយគ្រប់គ្រងសារធាតុពណ៌នេះយើងអាចបន្ថយបន្តិចយើងចាត់ស្បែកនេះយើងអាចទីវាចេញមកនេះយើងអាចប្រៀបធំបន្តិចមកហើយនេះហើយចូលពេលលាងសម្អាតតរយៈភាព
ដោយសារវាបាំងឡើយនេះអញ្ចឹងនៅ background ក្រោយនោះអ្នកអូនអាចលុបវាចោលតែម្ដងណាផាតមកបាច់វាចោលគេបាច់វាចោលតែម្ដងគេអីបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ select ទាំងអស់នេះរុញចុះក្រោមបន្តិចគេអីប្រេករូបភាពបន្តិចតែយីកន្លែងនេះកាក់សោវិញរូបភាពហ្នឹងទាញឲ្យលៀងស្មាតដល់នេះតិចតែមកវាដាច់ពេកអូខេបន្តទៀតខ្ញុំមានបន្តណាខ្ញុំប្រើលាយចូលនេះតិចដូចថាមានអាចពើកចាស់ចូលចាំតិចអូខេដូចថាខ្ញុំមានអាចពើកចាស់ចឹងខ្ញុំត្រូវយកតសដែរណាខ្ញុំយកសនេះមកដាក់អូខេនេះអសអីខាងក្រោមនេះយកសដែរអូខេកាន់ឡើងទៅលើព្រៃអសអូខេអីអសនេះខ្ញុំធ្វើការដូរទៅពណ៌សទាំងអស់ដើម្បីឆ្លោះចេញមកវាជាមួយ background ណាwhite color ហើយខ្ញុំអាចផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ copy layer មកខ្ញុំផាចូលហើយនេះយើងលេង mode បន្តិចករណីមួយករណីលេង mode ហ្នឹងដោយសារវាបែបនេះណាគេនេះមាន gosmill នេះ aqua path មកនេះអញ្ចឹងវា tray ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានដែរតែដូចគ្នាខាងលើនេះយើងអាចconvert size ធំបន្តិចឡើងទៅលើចំនួន3សង់ទីម៉ែត្រហើយ background នេះខ្ញុំធ្វើការទាញតែម្ដងណា shift select បើចុច shift F6 ដាក់ fader 5ហើយទាញឡើងតែម្ដងអូខេដូច select អញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ line line គឺយើងគ្រាន់តែគូសនេះមកtensioner មកហើយ select វាហើយចាក់បង្កើត layer មួយមក create layer ហើយចាក់ពណ៌ស control ឬ alt backspace អូខេខ្ញុំ alt backspace អត់កើតទេយើងអាច control backspace ទៅខាងក្រោយ deselection ហើយយើងធ្វើការ duplicate វាមួយទៀតមកខាងក្រោមហើយប្រើ control J ទៅគេចាក់ក្រោមអញ្ចឹងយើងអាច select វាទាំងអស់នេះចាក់ background 1ហើយ select ចេះឲ្យវា align center ហើយចំពោះ mask pack នេះគឺយើងអាចនេះ print អក្សរកម្រិតអក្សរណាអានេះគឺអាចយើងអាចបរិយាយើងចេះទៀតអូខេពីព័ត៌ដៃភានេះយើងអាចទាញនៅនេះមកចុចអានេះមក score direction នោះ
tạo sinh tố sẽ lấy lơ background ground tìm mình mà hay dùng pad này với cái đại lục bây giờ vậy chẳng pad này vì là cái nào so hơn năng thông là chỉ direction đó mọi người tự do lại nhé ở con vô phép chế chú chẳng thử ca crop với đặt selection thử có crop của bạn ấy và sau xì mất crop nó crop em rồi nè crop vô bên này ok mà còn lớn đặt bên này ok enter chẳng mình thay ở thả bây giờ đọc nè đọc ở thả bây giờ nhé ok ní vì tôi muốn đọc tí lưu sầm nào rồi bắt đầu phục vé ông bình bài cho mùi nhưng mà ai dây đã tiện á cô xong xa thiệt đọc phục vé thuộc tên một người sầm nào thì lưu cho anh tì nóng bài có đã tiện ní thể đạm tiện đi cho chiều nữa pro chiều ấy dùng vô lại nếu dân à bởi so tiện của bạn này hình thông tình đạm vì bê chui chúng ta đi hình thông sao hiện thông phổ phê mơ tới hiện chụp mặt này ok hiện self lo sân nào hôm nay có dân ai bị vì thông đấy à thông tố chạy trốn chạy a xịp bị trốn á lại nếu dân ai chả sao vậy á tiền tiền tranh tiền ok step hot thì có mấy băng là sao ok hãy dân sell for web sản phẩm thực ra thoát lên lờ social media ok tập năng test công tác online chế phá năng ca design năng ca công tác cầm đặt máy ok chúng mày năng nhà cái nào bộ bộ bài này nữa sai dương mình bài chơi đấy khỏi download một phần mất bạn ok chúng ta phải nâng pe về địa tràn ok rồi và năng bye bye.